khi mà nhìn cái bức tranh tổng thể của Covid-19 trên toàn cầu và nhất là các nước trong khu vực. Ví dụ như là đối với Ấn Độ, trong vòng 24 giờ qua đã có phát hiện trên 340.000 trường hợp, các trường hợp nhiễm Covid-19. Thế rồi tại Campuchia, trong 24 giờ qua đã phát hiện trên 600 trường hợp nhiễm Covid-19. Và ngay tại Lào, trong 24 giờ qua chúng ta đã phát hiện cái số nhiễm đã vượt quá cái số nhiễm mà có thể nói rằng là cao nhất đối với Việt Nam. Và vì vậy chúng tôi rất là lo lắng và quan ngại đối với cái tình hình lây nhiễm Covid-19 của các nước trên thế giới và Việt Nam. Dạ vâng. Trong thời gian qua, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo liên tục có những cái cảnh báo đối với cái việc mà có thể xuất hiện cái đợt dịch thứ tư tại Việt Nam. Và đây có thể nói rằng là cái tình trạng rất là hiện hữu. Tôi ví dụ đơn cử như đối với cái việc mà cuộc sống đang trở lại rất là bình thường. Và vì vậy rất là nhiều người không có đeo khẩu trang, không có những cái thói quen mà thực hiện cái 5K đối với cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Thế và vì vậy cho nên chúng tôi rất là quan ngại cái việc này. Và trong thời gian qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã có liên tục có những cái chỉ đạo đối với cái công tác phòng chống dịch. Chúng ta liên tục là có những cái cảnh báo đối với người dân, đồng thời chúng ta triển khai rất quyết liệt tất cả các biện pháp ngăn chặn cái việc mà lây nhiễm ngoài vào Việt Nam. Thế ở trong nước chúng ta chuẩn bị cho những kịch bản mà có thể nói rằng là trong tình huống dịch lan rộng, trong tình huống dịch xuất hiện tại các địa phương và nhất là đối với khu vực Tây Nam thì chúng tôi liên tục có những cái chỉ đạo về vấn đề này để làm sao chúng ta có thể kiểm soát tốt cái tình hình dịch đối với Việt Nam chúng ta. Cái điều đầu tiên đó chính là cái việc mà những cái chủ quan lơ là và mất cảnh giác và không quan tâm tới cái vấn đề về triển khai các biện pháp về phòng chống dịch đối với tất cả các nước trên thế giới và đặc biệt là một số các nước đã phải trả giá cho vấn đề này. Vấn đề thứ hai là những cái sự thay đổi hay là sự biến chủng của những cái virus của chúng hiện nay thì có thể nói rằng là đối với Ấn Độ ví dụ như thế chẳng hạn là nó có cái sự biến chủng kép, nó vừa tăng cái khả năng lây nhiễm nhưng mà vừa tăng cái khả năng tăng nặng những cái ca nhiễm và tất cả các lứa tuổi đều có thể bị, kể cả người trẻ tuổi cũng như là người già. Đây là một cái quan ngại của chúng tôi. Và vấn đề thứ ba, mặc dù các nước đã triển khai vấn đề vaccine nhưng mà giải pháp vaccine hiện nay không phải là giải pháp quyết định mà chúng ta phải triển khai tất cả các biện pháp về phòng chống dịch. Cho nên tại sao chính phủ, thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia cũng như Bộ Y tế khuyến cáo 5K cộng với vaccine mới có thể kiểm soát tốt cái tình hình dịch như vậy. Chúng tôi cho rằng là chúng ta ở một số nước đã mất cảnh giác, đã chủ quan, đã lơ là đối với cái tình hình lây nhiễm và chúng ta nhìn vào cái bức tranh về cái lây nhiễm Covid của chúng ta hiện nay thì thấy rằng là trên thế giới là tất cả các đợt dịch xảy ra lần sau lại mạnh hơn, lớn hơn và tàn khốc hơn đối với đợt dịch trước. Cho nên đối với Việt Nam chúng tôi cũng xác định là tương tự như vậy, chúng ta phải hết sức là cảnh giác, hết sức là tập trung và triển khai tất cả các biện pháp phòng chống dịch một cách hết sức là tích cực, chủ động để làm sao chúng ta kiểm soát tốt cái tình hình dịch đối với chúng ta. Trong thời gian qua, một trong những cái bài học rất là thành công đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam chúng ta, đây chính là cái sự tham gia của người dân, sự chủ động, sự tích cực tham gia của người dân. Thế nhưng mà trong thời gian qua, mặc dù mới chỉ qua gần 30 ngày, chúng ta không có cái ca nhiễm cộng đồng, nhưng mà cái yếu tố lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, và đặc biệt là chúng ta quay trở lại cái cuộc sống bình thường rất là nhanh. Và chúng tôi thấy rằng là rất là nhiều người ra đường không có đeo khẩu trang, không có triển khai tất cả các biện pháp theo cái hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Và vì vậy chúng tôi rất là lo lắng. Và chúng tôi khuyến cáo đối với người dân là chúng ta thực hiện triệt để đối với cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trong đó hai cái vấn đề quan trọng đó là khẩu trang và sát khuẩn tay là một yếu tố có thể quyết định trong cái vấn đề về cái việc mà chúng ta làm giảm cái nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi xảy ra ở cộng đồng và cái giảm cái nguy cơ lan tràn đối với Covid-19. Thế rồi vấn đề thứ hai đối với người dân thì hiện nay chúng tôi đang triển khai tất cả các biện pháp để có thể triển khai, ví dụ như là vấn đề vaccine chúng tôi đang triển khai. Và vì vậy cho nên chúng tôi khuyến cáo là những cái người dân hay là những cái đối tượng mà trong cái đối tượng mà nằm trong cái diện mà được tiêm chủng thì làm sao chúng ta thực hiện tốt cái vấn đề về tiêm chủng đối với vaccine Covid-19 để chúng ta có thể kiểm soát tốt cái tình hình. Thế rồi vấn đề thứ ba là không được chủ quan, không được lơ là, không được mất cảnh giác, là cái thông điệp mà chính phủ, thủ tướng chính phủ liên tục đề ra trong thời gian qua. Chúng ta không được chủ quan, không được lơ là. Đối với từng cái đơn vị, từng cơ quan, từng cái nhà máy, từng sự nghiệp, chúng ta phải triển khai rất tốt tất cả các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế để chúng ta có thể kiểm soát tốt cái tình hình này.
Đối với Nghệ An, chúng tôi cũng đánh giá rằng là cái nguy cơ lây nhiễm xâm nhập của COVID-19 vào Nghệ An là có cái nguy cơ. Bởi vì hiện nay chúng ta có một cái đường biên rất là dài đối với Lào, và Lào đang xảy ra một cái tình trạng lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Thế rồi vấn đề thứ hai là cái việc mà vượt biên hay là những cái việc nhập cảnh trái phép đối với khu vực Nghệ An, thì đây là một cái vấn đề mà hết sức là quan ngại. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự nỗ lực, có thể nói rằng là chỉ đạo rất là quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân của Nghệ An trong thời gian qua. Thế rồi là trong thời gian vừa rồi chúng ta đã liên tục là rà soát lại tất cả các tình huống, tất cả các kịch bản đối với phòng chống dịch. Nhưng mà chúng tôi vẫn khuyến cáo là chúng ta luôn luôn phải xác định là cái nguy cơ xâm nhập dịch vào Nghệ An hoặc nguy cơ xảy ra dịch tại Nghệ An là rất lớn, đặc biệt trong dịp lễ Tết này. Thế cho nên là chúng tôi cũng khuyến cáo là chúng ta phải làm sao đối với người dân phải thực hiện tốt cái thông điệp 5K của Bộ Y tế đối với từng cái đơn vị, đối với từng các cơ quan, và làm sao chúng ta chuẩn bị tốt và chuẩn bị tất cả các kịch bản cho vấn đề về lây nhiễm COVID-19 đối với tất cả các cơ sở y tế, phải xác định rằng là có thể xuất hiện cái lây nhiễm tại trong cái khu vực của mình. Cho nên là tầm soát, rà soát lại cái vấn đề về cái việc mà lây nhiễm COVID-19, chuẩn bị cho các kịch bản trong vấn đề về cái việc có thể dịch lan rộng trong cộng đồng hoặc là ngay trong cái đơn vị của mình.